Xin chào các bạn, cho các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV Đây là cái ải vô tướng Vô tướng là con thiếu lâm nha anh em Nó có những cái con mà đánh khá là đau ải này thì sẽ khó với những anh em nào không biết gốc đứng Không biết cách kéo bot Thì sẽ rất khó qua được cái này Và đặc biệt là anh em không có auto Chúng ta không target được con bot Và đánh một cách rất là hoang mang thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách dụ con boss và chúng ta đánh rất dễ dàng với những anh em nào không có auto luôn. Đầu tiên là gom đám lính. Đầu tiên này anh em xử lý thật nhanh cái đám này trước nha. Lưu ý anh em nào chơi đào hoa vẫn phải lựa góc đánh để chúng ta đánh được nhiều con lính cùng một lúc trước. Tiếp theo đó là để đào hoa lên chúng ta kéo con boss xuống, ai có bé đừng thả bé nha anh em ơi. Dụ con boss xuống đó, xuống bậc thang luôn và vô cái góc kẹt như thế này là quá tuyệt vời. Lúc này chúng ta chỉ việc đứng ở trong này thôi và đánh boss anh em ạ à. Những cái con lính ở trên nó làm gì kệ nó, nó không có liên quan với đây Thì khi anh em kéo được những con boss này xuống đây á Thì những cái con ở trên nó đánh chúng ta không trúng, không mất máu Và chúng ta target được con boss rất dễ dàng Không phải đánh lan man vào những cái con lính khác Thì sẽ giúp cho mọi người vượt cái ải này một cách dễ dàng Không tốn thời gian, không tốn máu Và không phải tốn những cái lần kinh công vất vả rồi mình vượt qua ải này rất nhẹ nhàng hy vọng anh em cũng sẽ vượt qua được nha hẹn gặp lại anh em ở những video sau bye bye